Chào các bác, hôm nay em lên thì các bác một cặp Panasonic cao tần áp suất 2 bi màu đỏ, một chiếc sản xuất 2014 và một chiếc sản xuất 2013. Rất đẹp luôn. Các bác có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0945 737 920. Và cặp nồi này là màn hình nét. Nấu 54 phút. Giữ ấm. Hẹn giờ có 4 chế độ. Hẹn giờ mọi chức năng hoạt động rất tốt luôn. Là chiếc 23 của giọng nói. Chế độ nấu cơm ngon nhất là 54 phút. Giữ ấm. Hẹn giờ buổi sáng này, buổi chiều này, mọi chức năng hoạt động rất tốt luôn. Các bác giòn chất xanh luôn, lòng giòn cốc bùa. Các bác có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Cặp màu đỏ, giọt rất sạch, áp suất 2 bi, áp suất 2 bi. Chiếc sản xuất năm 2014 và một chiếc sản xuất năm 2013. Rất chất lượng luôn.